Và thưa quý vị, giá vé không đồng dường như là điều không tưởng, nhất là với loại hình vận tải chi phí cao như hàng không. Nhưng thực tế thì không chỉ ở tại Việt Nam mà trên thế giới thì loại vé gần như cho không này vẫn được các hãng hàng không giá rẻ áp dụng. Thậm chí là trái với lo ngại của mọi người rằng các hãng không sụt giảm doanh thu vì những mức giá vé quá rẻ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều hãng vẫn đang sống khỏe nhờ dịch vụ hút khách này. Hãng hàng không AirAsia của Malaysia mới đây đã tiếp tục tung ra chương trình khuyến mại vé không đồng cho một số chuyến bay từ ngày 6 tháng 2 năm 2017 đến ngày 28 tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, giá vé khuyến mại này sẽ không bao gồm phí sân bay và một số phụ phí khác. AirAsia cho biết khuyến mại này sẽ cung cấp khoảng 3 triệu chỗ ngồi cho các hành khách trên một chuyến bay cố định từ Kuala Lumpur đến Hồng Kông, Campuchia, Singapore. Hãng hàng không giá rẻ của Malaysia này thường xuyên có các chương trình bán vé không đồng hoặc là khuyến mại, mua vé chiều đi tặng vé chiều về. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, AirAsia đã trở thành cái tên mà khách du lịch châu Á tìm đến khi săn vé máy bay giá rẻ. Nhờ đó mà hãng có năng suất lớn gấp 3 lần so với Malaysia Airlines và đạt hiệu suất sử dụng trung bình đối với mỗi máy bay ở mức 13 giờ một ngày. Với mạng lưới đường bay rộng khắp châu Á, AirAsia cũng từng được bình chọn là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất trên thế giới năm 2009.